Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, từ hôm qua 10 tháng 1, các trường trung học trên địa bàn thành phố bắt đầu tổ chức kiểm tra định kỳ học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo hình thức trực tiếp tại trường. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ấn định thời gian kiểm tra cuối học kỳ 1 đối với học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 trong 2 tuần, từ 10 đến 22 tháng 1. Tùy tình hình dạy và học thực tế mà các trường quyết định thời gian kiểm tra cụ thể. Khoảng 800.000 học sinh lớp 7 đến lớp 12 sẽ thi học kỳ 1 trực tiếp. Học sinh sẽ làm kiểm tra theo hình thức tập trung, theo lịch của trường, các môn như toán, ngữ văn, ngoại ngữ, vật lý. Các môn còn lại như âm nhạc, mỹ thuật, giáo dục công dân, các em sẽ làm bài tại lớp. Để chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ 1, hầu hết các trường đã dành 1 đến 2 tuần tổ chức ôn tập cho học sinh, vừa trực tiếp tại trường, vừa ôn tập trực tuyến. Riêng đối với học sinh khối 6, do con chưa được đến trường nên sẽ được kiểm tra sau khi được quay lại trường học tập trực tiếp.